Truyện cổ tích Việt Nam. Không phải công chúa thông thường. Ngày xưa có một cô công chúa. Thưa công chúa, công chúa Selina, người vẫn còn đang ngủ sao? Cha người đang chờ người đến ăn sáng với ngài ấy. Năm phút nữa. Công chúa Selina là con gái duy nhất của quốc vương Manamus. Quốc vương yêu con gái của ngài ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, và ngài ấy cũng tự hào về cô. Bạn thấy đó, công chúa Selina đã học luật tại một trường đại học danh tiếng và hiện đã trở về vương quốc để giúp đỡ người dân của cô ấy. Nhưng cả người cha và cô ấy đều có chung một điểm. Còn đói quá đi. Đây là bữa sáng, thưa quốc vương. Và đây là của công chúa. Salad. Ồ, ta tưởng sẽ có món kèm sữa trứng cho sáng nay. Thần vô cùng xin lỗi. Ồ, giờ, bây giờ, thôi đừng lo lắng. Hôm nay ta sẽ ăn trứng luộc vậy. Ta cũng thích ăn salad lắm. Bạn thấy đó, cả người cha và con gái đều không thích làm người khác buồn. Họ không bao giờ phê phán ai và cũng không bao giờ nhận bất kỳ lời phê bình nào. Bởi vì đức tính này, vương quốc yêu quý vương thất. Người cha và cô con gái là hai người nổi tiếng trong thị trấn vì sự hiền hậu của họ. Nhưng vương quốc của quốc vương Manamus cũng nổi tiếng, hay đúng hơn là đáng xấu hổ vì một thứ khác. Xin thứ lỗi thưa quốc vương, nhưng tỷ lệ tội phạm ở vương quốc của chúng ta không hề giảm. Người dân cư xử không trung thực hơn lúc trước và... Bây giờ, không cần nói gì về người dân. Họ yêu quý vương thất và ta tin vào lòng tốt của họ. Nhưng tỷ lệ tội phạm là một vấn đề ta tán thành. Chúng ta nên tham khảo ý kiến của người chỉ dẫn. Người chỉ dẫn được gọi như vậy là do tư tưởng và tư duy khôn ngoan của anh ấy. Anh ấy là một kẻ khờ khạo trong vương quốc, nhưng lại được biết đến với khả năng xử lý tình huống thông minh. Thưa quốc vương, xin kính chào ngài. Quốc vương giải thích vấn đề với người chỉ dẫn. Có một nghi thức được viết trong các cuốn sách cũ về việc quốc vương và bộ trưởng rời cung điện để tìm ít nhất một người thật lòng phê phán về vương thất. Ý tôi là thật ngớ ngẩn khi nói với ngài về điều này. Tôi chắc chắn ngài đã hoàn thành nghi thức này trước khi lên ngôi. Ta e là chưa. Không có gì ngạc nhiên khi quốc vương đối mặt với những vấn đề này. Thưa quốc vương, ngài và bộ trưởng pháp luật phải rời đi ngay lập tức để hoàn thành nghi thức đó. Công chúa Selina có thể đảm đương vị trí bộ trưởng pháp luật cho đến khi ngài trở lại. Hãy nhớ rằng quốc vương, việc nhận phê bình là rất cần thiết. Quốc vương đã bị sốc và không thể tin được. Ta sẽ làm việc này ngay lập tức. Một quyết định khẩn cấp đã được thông qua và công chúa Selina được bổ nhiệm làm bộ trưởng pháp luật
trong trường hợp không có quốc vương và các cận thần. Selena hiểu là cô ấy cần phải hỗ trợ cha. Họ phải cùng nhau cứu vương quốc của họ. Ta đã được học các nguyên tắc chính của luật pháp, nhưng đây là một trách nhiệm rất lớn. Chúc ta may mắn đi với tôi. Nhiệm vụ của Bộ trưởng Pháp luật rất to lớn và nhiều thứ. Công chúa Selena đã phải đọc rất nhiều tài liệu để có thể cập nhật tình hình hiện tại, ngồi xem xét các phiên tòa, rồi đưa ra luật mới theo yêu cầu, rồi đọc thêm các tài liệu. Nhưng công chúa Selena không phải là người dễ bỏ cuộc. Chúng ta nên tổ chức một hội nghị cho công chúng ở tòa thị chính. Họ cần có cơ hội để nêu lên ý kiến. Hả? Hả? Chắc rồi. Và nó đã được tiến hành. Nói cho ta biết, mọi người nghĩ cần phải có những luật lệ nào? Điều này thật kỳ lạ, thưa công chúa. Chúng tôi chưa từng được hỏi về điều này trước đây. Thì bây giờ đã có rồi. Người dân là những người sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi luật pháp được ban hành trong vương quốc, nên người dân phải có tiếng nói trong đó. Thật kỳ lạ, điều này thật hay. Hay đấy, quả thật này chúng ta đều lấy điều đấy. Đó là lạ thật. Khi đám đông ngạc nhiên và sẵn sàng đưa ra ý kiến, cùng lúc đó quốc vương và bộ trưởng pháp luật lại đang gặp khó khăn. Không, ngươi không hiểu. Ngươi phải phê bình ta. Phải có một cái gì đó mà ngươi không thích. Cái gì? Ồ, tất nhiên tôi không thích nhiều thứ. Tôi không thích vô tay, vô tầm và diệt quốc. Không, ta nói là một cái gì đó ngươi không thích ở ta. Ta cần lời phê bình. Phải, tôi yêu quý ngài. Ngài là lão quốc vương của tôi, và ngài không làm bất cứ điều gì để tôi không thích hết. Cái gì? Không. Quốc vương, bảy gọi ngài là lão, đó không phải là một lời phê bình sao? Đó mà là phê bình sao? Ta già rồi. Và ngươi thì thầm để làm gì? Bà kia, ta đang hỏi nhà ngươi. Quốc vương, tôi không nghĩ người khiêm tốn này là ứng cử viên tốt cho nhiệm vụ của chúng ta. Ê, được rồi, tốt thôi. Ta cho phép ngươi rời khỏi. Bò, không, tôi không thể chăm sóc một con bò. Ngài thật là hào phóng. Quốc vương lang thang khắp mọi ngóc ngách trong vương quốc, nhưng không thể tìm thấy một người nào có thể phê bình ngài ấy. Mọi người đều yêu quý quốc vương. Và con gái của ngài ấy. Một chút nữa thôi. Với tất cả sự kính trọng, Quốc vương, chúng ta đã làm nhiệm vụ này được một tháng rồi. Chúng ta nên quay lại và yêu cầu người chỉ dẫn đưa ra cách khác. Người dân dường như không có vấn đề gì với những việc quốc vương làm. Ta nghĩ người nói đúng. Tôi sẵn sàng chịu bất kỳ hình phạt nào quốc vương đưa ra, thưa quốc vương. Vì không hề có nghi thức như vậy, tôi đã nói dối. Cái gì? Sao anh dám? Tôi sẽ trừng phạt anh. Không, không thể. Hả? Ai cho ngươi quyền trừng phạt bất kỳ người nào mà không cho họ cơ hội được giải thích? Và về vấn đề này, thưa cha cũng không có quyền như vậy.
Nhưng Selina, người chỉ dẫn không sai thưa cha. Trên thực tế, anh ấy vẫn là người sáng suốt nhất trong căn phòng này. Xin nói con biết, cha đã tìm được người nào có thể phê bình cha chưa? Không, chúng tôi không tìm được, vì không ai có vấn đề với những gì quốc vương đã làm. Bởi vì cha ta và ta đã không làm gì hết. Cha và ta chỉ làm điều khiến người khác hài lòng. Cha và ta không phải nhà lãnh đạo giỏi. Tôi yêu quý ngài, ngài là lão quốc vương của tôi, và ngài không làm bất cứ điều gì để tôi không thích hết. Bà lão đã nói đúng. Mọi người yêu quý ta chỉ vì ta là quốc vương của họ. Vì ta không làm điều gì có ý nghĩa, ta không quan trọng đối với họ, nên họ không có lời phê bình ta. Selina đưa người cha trở lại cung điện. Đây là tất cả những lời phê bình con nhận được chỉ trong một tháng. Dân chúng ghét chúng ta. Không, họ muốn chúng ta học hỏi và trở nên tốt hơn. Ta đã yêu cầu họ đưa ra đề nghị cho chúng ta, và họ đã viết mọi thứ họ không thích về cung điện. Xin thứ lỗi thưa quốc vương, lời nói dối mà tôi đã nói là để ngài biết việc người dân phê bình người đứng đầu của họ là cần thiết ra sao. Nếu không thì người đứng đầu sẽ học hỏi như thế nào? Phê bình rất quan trọng. Kể từ khi công chúa Selina lên nắm quyền, tỷ lệ tội phạm đã giảm đáng kể thưa quốc vương. Người dân biết công lý sẽ được thực thi, cho dù ai đó thích hay không. Cung điện nghĩ về lợi ích của người dân, không phải để làm hài lòng họ. Công chúa Selina rất dũng cảm và không e ngại. Quốc vương đã thưởng cho người chỉ dẫn về giải pháp sáng tạo của anh ấy, và bổ nhiệm công chúa Selina làm bộ trưởng pháp luật thường trực của vương quốc. Còn cựu bộ trưởng pháp luật thì rất vui khi được ở bên công chúa và học hỏi từ cô ấy. Quốc vương cũng bắt đầu nói không bất cứ khi nào cần thiết, và bắt đầu quản lý công việc của cung điện chặt chẽ hơn. Người dân của vương quốc giờ đây rất kính trọng quốc vương Manamus và công chúa Selina. Họ yêu quý công chúa và ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự thông thái của cô. Và công chúa Selina đã chứng minh là cô ấy không phải là công chúa thông thường. Cô ấy là một công chúa thích nhận những lời phê bình từ người dân của cô ấy.